Xin kính chào tất cả các thầy cô đang tham gia chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 thân mến. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý thầy cô đáp án của 15 câu hỏi của chương trình tập huấn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi thứ nhất là cấu trúc tiếng Việt 2 thiết kế như thế nào, ý nào là đúng nhất? Thì ở đây mình sẽ lựa chọn ý B là mỗi tuần có 2 bài, bài 4 tiết và bài 6 tiết, mỗi học kỳ thì gồm có ôn giữa kỳ và cuối kỳ. Câu hỏi số 2, cấu trúc bài học ở mỗi tập được thiết kế như thế nào? Thì ở đây quý thầy cô sẽ lựa chọn phương án C là bài 4 tiết có cấu trúc không thay đổi và bài 6 tiết ở học kỳ 2 có phần nâng cao hơn so với học kỳ 1. Đối với câu hỏi số 3 như sau, tỷ lệ ngữ liệu thuộc các thể loại, loại văn bản trong tiếng Việt 2 thế nào? Thì ở đây quý thầy cô mình sẽ lựa chọn phương án A là chia đều 3 phần gồm 1 thơ, 2 văn bản thông tin và 3 là truyện và các thể loại văn học khác. Câu hỏi số 4 như sau, cấu trúc bài học có ngữ liệu là truyện có gì khác so với bài học có ngữ liệu thuộc các kiểu văn bản khác? Thì ở đây mình sẽ lựa chọn phương án D, đó là giống với các bài học có ngữ liệu là thơ và khác với các bài học có ngữ liệu thuộc thể loại văn bản khác. Câu hỏi số 5, các chủ điểm trong bộ sách giáo khoa được sắp xếp như thế nào? Ở đây mình sẽ lựa chọn phương án B nha các thầy cô, là mỗi tập có 4 chủ điểm và mỗi chủ điểm thì kéo dài từ 2 đến 5 tuần. Câu hỏi số 6, hoạt động thực hành nghi thức lời nói được thể hiện ở phần nào của bài học? Thì đây mình sẽ lựa chọn là ở phần luyện tập của bài 4 tiết. Câu hỏi số 5, mục tiêu cơ bản của hoạt động mở đầu, tức là phần khởi động trong bài học tiếng Việt 2 là gì? Ở đây mình lưu ý hai từ cơ bản nha thầy cô. Thì đây mình sẽ lựa chọn phương án C là giúp học sinh ôn tập bài cũ, kết nối bài học cũ với bài học mới. Câu hỏi số 8, hoạt động đọc trong tiếng Việt 2 có gì khác so với tiếng Việt 1? Ở đây mình sẽ lựa chọn phương án D là ngữ liệu đọc có thêm văn bản thông tin. Câu hỏi số 9, kỹ năng viết được rèn luyện phát triển chủ yếu thông qua những hoạt động nào trong tiếng Việt lớp 2? Ở đây chính thông qua các phương án là các hoạt động là hoạt động A, tức là tập viết chữ hoa, nghe viết chính tả, làm bài tập chính tả và viết đoạn. Câu hỏi số 10, những kiểu đoạn văn nào dưới đây học sinh cần thực hành viết trong tiếng Việt 2? Thì đây mình sẽ lựa chọn phương án C là kể lại một sự việc, tả một đồ vật, tả phong cảnh, thể hiện tình cảm đối với người thân, thể hiện tình cảm đối với sự việc. Câu hỏi số 11, giáo viên cần chú ý những gì khi tổ chức hoạt động kể chuyện cho học sinh? Thì ở đây chúng ta cần phải lưu ý là yêu cầu cần đạt về kỹ năng kể chuyện này, tùy theo khả năng của học sinh và điều kiện của nhà trường này, và sau đó kể chuyện ở lớp và có phần vận dụng. Như vậy ở câu hỏi số 11 này quý thầy cô sẽ lựa chọn phương án là cả 3 phương án A, B, C đều chính xác. Câu hỏi số 12, điểm đáng chú ý trong việc phát triển kỹ năng đặt câu cho học sinh tiếng Việt 2 là gì? Ở đây mình sẽ lựa chọn phương án A là sách kế thừa các khái niệm của các kiểu câu như là ai là gì, ai làm gì, ai thế nào trong tiếng Việt 2 trước đây. Câu hỏi số 13 như sau, mục đích chủ yếu của hoạt động đọc mở rộng là gì? Ở đây mục đích của nó là giúp học sinh hình thành phát triển thói quen kỹ năng tìm sách báo để đọc. Như vậy phương án chính cần lựa chọn là phương án B. Câu hỏi số 14, tính mở của tiếng Việt 2 thể hiện ở chỗ nào? Tính mở của tiếng Việt 2 thể hiện ở chỗ là giáo viên có thể cắt giảm một số hoạt động được thiết kế trong sách giáo khoa nếu học sinh không đủ thời gian để hoàn thành. Như vậy mình sẽ lựa chọn phương án C. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi số 15, nhận định nào sau đây là đúng? Như vậy nhận định đúng ở đây là bài dạy được quay clip là bài dạy mẫu, giáo viên cần theo đúng quy trình để thực hiện được trong các bài bài dạy đó. Như vậy phương án đúng là phương án B. Như vậy là em đã giới thiệu cho các thầy cô đáp án của 15 câu hỏi trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 môn tiếng Việt. Hy vọng với chút kiến thức này thì quý thầy cô của chúng ta sẽ sớm hoàn thành cái phần báo cáo của mình và hoàn thành tốt cái phần chương trình tập huấn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý thầy cô ở những clip tiếp theo.